Dạ vâng, xin chào anh chị cô chú nhà đầu tư. Hiện tại Thành đang đứng trên một căn nhà cấp 4 với diện tích là 120m2 nha, là được công nhận trên cái sổ hồng đàng hoàng. Còn diện tích thực tế của lô đất này á là 130m2, tại vì họ có mua thêm 10m2 ở phần sale. Thì tí nữa người xem hết clip mọi người nắm được cái phần mua thêm đó nha. Còn cái hiện trạng cái nhà này là nhà cấp 4 này, họ xây dựng hoàn công là 80m2 với cái kết cấu là hai phòng ngủ, một phòng khách và một sân đỗ xe ô tô này. Đó, cái sân đỗ xe ô tô này rất là rộng, tại vì cái nhà mình có mặt tiền đường là đường hẻm ô tô nha. Hẻm của đường Nguyễn Khuyến là đường ô tô. Đó, và gần ngay chợ Bình Hải luôn, gần ngay trường tiểu học và ra biển đâu đó tầm khoảng là 5 phút nha. Và mọi người chú ý xem hết clip để nắm được chi tiết căn nhà này nha, để xem là sổ hồng nó thế nào và có phù hợp với cô chú anh chị không. Và trước tiên mà chúng ta đi vào xem chi tiết, mọi người cùng xem tổng quan flycam nha, để nắm được cái tổng quan khu vực này. Dạ vâng, và mời cô chú anh chị cùng vào xem chi tiết cái nhà. Dạ vâng, và đây chính là hiện trạng căn nhà nha mọi người. Đó, sau khi ở ngoài sân ô tô mình vào sẽ là khu vực phòng khách nha mọi người. Đây là khu vực phòng khách nha, khá là rộng. Nhà này thì họ mới sửa nên rất là mới luôn, tại ngày trước là họ cho thuê nha, còn bây giờ thì họ sửa lại để dỡ bán hơn. Đó, tại bây giờ họ có nhu cầu bán nên họ không cho thuê nữa, và họ quyết định là sơn sửa lại để thuận tiện cho món đồ bán này. Đó, để cô chú mua thì có thể vừa ở được ngay. Thì đây là phòng ngủ thứ nhất mọi người. Nhà của mình sẽ có hai phòng ngủ, thì ở đây là họ trang bị một cái điều hòa cho mình rồi. Và nhà cấp 4 này thì vì là mái tôn cho nên họ có làm la phong cho nó mát cái nhà mọi người. Đó, và phòng ngủ thứ hai cũng tương tự như vậy, cũng sẽ có là một máy điều hòa thôi. Còn bên sâu phía sâu này sẽ là khu vực phòng bếp này. Đó, thì bếp này chỉ có tủ bên dưới thôi, chưa có tủ kệ bên trên. Và cái khoảng cách này thì cái diện tích này thì đủ để một gia đình nhỏ của mình có thể là sinh hoạt, nấu nướng, nấu ăn, đúng không ạ? Thì ở đây gia chủ có để lại một cái bếp từ này, một cái bếp nấu cho mình thôi, còn lại chưa có gì cả. Đó, thì cái nhà này với cái bờ ngang 4m thì hơi khiêm tốn, nhưng mà chiều sâu là rất là dài, tại vì bản chất trên sổ của nó thì 120m2. Đó, nhưng mà thực tế là nó tới 130, tại chỗ này có 10m2 nữa này. Thì đây là mọi người, đây chính là khu vực nhà vệ sinh nha. Thì họ cũng trang bị cho mình cái nhà và cái máy nước, cái máy nóng lạnh rồi, để mình sinh hoạt, mình tắm, đúng không ạ? Đó, nhà vệ sinh đây. Đây. Đó. Thì ở phía sau này á, thì là một cái sân sâu thì họ mua thêm này người. Phần này là phần đất họ mua thêm. Đó. Đây thì có một bãi đất trống. Khu này một bãi đất trống, khu vực này dân cư đông hết rồi. Dân cư hiện hữu và đông hết rồi. Đó. Thì ở bên trên là mái tôn nha người, mà nhìn kỹ là thấy là bên trên là mái tôn này. Đó. Rồi chúng ta sẽ xem ngược lại xem sao nha. Nhà này mới cử ra rất là thoáng luôn, tại vì nó thông hai đầu, phía trước thì là đường là sân, còn phía sau này là khoảng không trống, đúng không ạ? Cho nên rất là thoáng. Đó. Rồi mình sẽ ra phía trước nha. Hai phòng ngủ này thì Thịnh thấy là phù hợp với những cô chú mà có thể là muốn mua cái nhà rẻ tiền 2,5 tỷ thôi, mà có thể là đường ô tô vào được, đúng không ạ? Khi mình cần những cái việc gấp thì mình có thể là xe ô tô vào tận nơi cho mình luôn. Thì cái sân này thì sân mình để xe máy ô tô thoải mái rồi. Hoặc là một cặp vợ chồng trẻ mình muốn là an cư lập nghiệp đó, mình muốn mua một cái nhà có con mình ở đó. Thì đây này, đường hiện trạng là người, đường hiện trạng tầm khoảng là 2,8 đến 2,9 thôi. Đây đó, đây bên này là họ có bên nhà hàng xóm mình có ô tô này. Đó, chiếc ô tô này này thì họ vào họ để trong sân họ này, mọi người thấy không? Đó, thì đường này thì ô tô 4 chỗ vào được. Thì tí nữa Thịnh chạy xe một vòng cho mọi người xem nha. Đó. Tí nữa Thịnh chạy xe một vòng và phân tích điểm mạnh điểm yếu cho mọi người. Tại bất cứ một bất động sản nào cũng sẽ có điểm mạnh điểm yếu. Đó. Thì tí nữa Thịnh sẽ cho mọi người xem. Cái đầu đường này á, thì đi xe máy thôi, không đi được ô tô đâu. Phía này thì không đi được ô tô. Còn cái phía bên này nè mọi người, cái phía bên này sẽ đi được ô tô này. Đó. Đường này ô tô 4 chỗ thì vào được. Tí nữa Thịnh chạy xe đường này cho mọi người xem nha. Đó, đây là tổng quan này. Dạ vâng, và đây chính là sổ hồng của căn nhà nha mọi người. Căn nhà mình có thửa đất là số 347
tờ bản đồ số 37 và địa chỉ là số 89/9A, đường Nguyễn Khuyến, tổ 12 Tây Nam, thuộc phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và cái diện tích của mình được công nhận mọi người là 120,7m2, và đất ở đây là đất sử dụng riêng và mục đích sử dụng là đất ở đô thị và được sử dụng lâu dài. Đó, và cái nhà cấp 4 mọi người, cái nhà cấp 4 của mình đây thì đã xây dựng và hoàn công rồi. Thì đây chính là nhà cấp 4 này. Đó, là nhà ở riêng lẻ với diện tích họ xây dựng là 80,5m2 và diện tích sàn là cũng là 80,5m2. Và hình hài lô đất là thế này. Thì cái đường hiện trạng thì là hẻm hiện trạng rộng 2m8 đến 2,9m này. Chưa tới 3m đúng không ạ? Gần 3m thôi. Và cái hiện trạng đất của nó thì khá là vuông vắn nha. Phía trước của nó là điểm 1 và điểm 2 thì tầm khoảng là 4m08 và phía sau sẽ là 4m1. Đó, và hướng của nó sẽ là hướng Tây nha mọi người. Hướng Tây lệch có lệch Nam một chút nhưng mà chính Tây. Cho nên là nó khá là nắng này. Bây giờ buổi chiều thì mọi người thấy là mặt trời nó rọi vào này. Thì đang quay vào lúc gần 4 giờ chiều này. Thì mặt trời nó rọi vào. Thì đây cho nên chính vì vậy cho nên họ chừa cái sân rất là rộng. Họ chừa cái sân rộng thế này để thứ nhất là mình để xe ô tô. Mình để xe ô tô, thứ hai nữa là mình để mái tôn này thì nó sẽ tránh bớt cái nắng mặt trời vào buổi chiều thì cái phòng khách mình sẽ mát hơn đúng không ạ? Đó, thì cái số này gia chủ họ chụp thì cho mình thấy được là họ đã có tọa độ số VN2000 này. Cho nên là mình mua bán chuyển nhượng rất là ok luôn. Đó, nhưng mà nó che mất cái tọa độ thì tí nữa thành cho mọi người xem cái bản chất quy hoạch để biết được cái chiều ngang của nó nha. Chiều ngang nó bao nhiêu nha. Chiều ngang trước và sau xem nửa hậu hay tốp hậu hay thế nào nha. Đó, còn đây thì gia chủ họ chụp thì bị cắt mất một đoạn. Đó, nhưng mà đây nhà hoàn công rồi, rất là chuẩn và pháp lý. Nếu mình mua bán chuyển nhượng á thì nếu mà cô chú anh chị đang ở nước ngoài, đang định cư nước ngoài mà có hộ chiếu Việt Nam, dù không có căn cước thì vẫn có thể là mua và đứng tên sở hữu riêng được nha. Đó. Rồi, tiếp theo thì cho mọi người xem cái quy hoạch nha. Dạ đây mọi người ơi, thì cái bản chất quy hoạch mà Thịnh kiểm tra ra thì mặt trước của nó sẽ là 4m08 này và chiều sâu phía sau của nó sẽ là 4m12, tức là nở hậu nha mọi người. Đó, phía trước là 4m08 này, phía sau là 4m12 và cái chiều sâu của nó sẽ là 27m35, tức là ngang 4 dài 27m35. Đó, và quy hoạch của nó là toàn bộ thửa đất nha mọi người. Thông tin quy hoạch là toàn bộ thửa đất sẽ thuộc là 120,7m này là thuộc đất ở đô thị này. Đó. Và bây giờ cho mọi người xem cái sơ đồ phân lô nha. Dạ đây mọi người, đây chính là cái sơ đồ phân lô của nó này. Đó, 4m08 phía trước, phía sau là 4m12 và sơ này sẽ có một con đường quy hoạch to nè mọi người. Đây mình nhìn tổng quan này. Đó, đất mình chỗ này nha. Đó, ô vuông đó này đất mình này, xung quanh này dân cư hiện hữu đông đúc rồi thì sẽ có một cái đường lớn đi qua và nằm cạnh đất mình luôn. Tức là sẽ có một con đường quy hoạch to thế này nhưng mà chưa biết khi nào làm, nhưng mà cái đó là bản chất quy hoạch của sơ đồ tổng thể của đô đất nha. Đó, và diện tích thực tế được công nhận của nó là 120,7m nhưng mà thật ra mọi người nó sẽ là 130m nha, tại vì phía sau có 10m là gia chủ họ mua thêm. Dạ vâng, và đây chính là vị trí của căn nhà nha mọi người. Thịnh đang đứng là vị trí chấm xanh này, thì căn nhà mình là 120m2, giá là 2,5 tỷ nha mọi người. Đây bây giờ là giá 2,5 tỷ thôi. Đó, thì cái vị trí của mình á thì cách chợ nha mọi người. Đây ra đây trường này, chỗ này là trường tiểu học Vĩnh Hải mọi người thấy không? Thì cách là 220m. Còn mình ra tới chỗ mà cái này là chợ Vĩnh Hải này. Chợ Vĩnh Hải thì có to nè mọi người, thì chính là 450m. Và chính cái đường này luôn, mình kéo cái thước đo này. Cái thước đo mình đi thẳng nha, mạng hơi yếu mọi người. Ra tới mặt biển nè mọi người, chỗ đường Phạm Văn Đồng này, chỗ này là công viên và bãi tắm này thì tầm khoảng là 1,3 cây số này là đường chim bay. Còn nếu mình đi đường lòng vòng á thì cho nó là 1,5 cây nha mọi người, là ra tới bãi biển Nha Trang. Đó. Khu này thì mọi người thấy là khách sạn rồi các kiểu dân cư đông đúc rồi, gần ngay chợ. Cho nên là lượng dân cư đây rất là đông, nhà cửa hiện hữu hết rồi. Cho nên tiện ích không thiếu gì cả, tiện ích đầy đủ. Đó, thì tí nữa tình chạy xe một vòng cho mọi người nắm cụ thể khu vực nha. Và chú ý xem hết clip nha mọi người để biết được điểm mạnh điểm yếu đó là gì nha. Tại vì điểm yếu thường thì sẽ phân tích ở cuối clip nha. Dạ vâng, và cái nhà mọi người thấy này, cái sân này rất là rộng đúng không ạ? Thậm chí để được 2 chiếc ô tô. Đó, thì họ chừa cái sân rộng như vậy là để thứ nhất là để ô tô, thứ hai nữa là để nó khỏi nó giảm bớt cái độ nắng của cái hướng tây mọi người. Đó, thì đây họ làm trước cái mái tôn này. Đó, thì cái nhà phòng khách mình đã đỡ nóng đúng không ạ? Thì bây giờ từ cái vị trí cái nhà này thì sẽ chạy xe đi ra tới đường chính cho người tham khảo nha. Đây mọi người, bây giờ thì nhờ bạn Thịnh chạy xe này. Đó, đi cái đường này thì đường ô tô, còn đường ngược lại thì đường xe máy nha mọi người. Ở khu vực này thì dân cư hiện hữu rồi, đường này thì có 2m9 thôi, ô tô 4m thì đi thoải mái. Thì ngày xưa mọi người, cái nhà này họ đòi là tới 2,8 tỷ lận, bây giờ thì còn 2,5 tỷ. Đó, mọi người thấy sao nha, thì cứ đây là quan điểm nha. Thì nó có điểm mạnh là sổ hồng diện tích lớn đúng không ạ? Sổ hồng đất ở đô thị và đã hoàn công rồi. Nhưng mà nó có một vài điểm yếu thì bây giờ Thịnh sẽ chạy xe vào
và nói cho mọi người biết nha. Đó, thứ nhất là điểm yếu, thứ nhất là bờ ngang 4m1 thì nó cũng hơi nhỏ đúng không ạ, thì mọi người cảm nhận rồi, chiều sâu 27m thì quá là sâu, cộng thêm cái phần mà ổng mua thêm nữa thì chiều sâu phải là hơn 30m đó. Đó thì cái đường này ra đây là đường lớn rồi mọi người, này hai ô tô né được rồi, nhưng mà thấy là họ có một cái điểm yếu này. Đây là cái khu này là cái khu một cái khu nghỉ trang đúng không ạ, mình đi phải đi qua khu này, nó cách nhà mình tầm khoảng là hơn 200m đó, thì mình đi ô tô thì phải qua khu này, còn đi xe máy thì không cần qua đó. Ra mình rẽ tiếp ra đây là ra lại đường đường chính, đường Nguyễn Khuyến này, đường nhựa. Còn cái đường này tầm khoảng là 10m đó. Thì thành sự tổng kết luôn nha, thứ nhất là nó có hai điểm yếu và có ba điểm mạnh. Điểm mạnh thứ nhất á, là thuộc các phường, mọi người, phường Vĩnh Hải, gần chợ, gần trường đúng không ạ, thậm chí là gần biển luôn. Điểm mạnh thứ hai á, là đường này thì đường ô tô vẫn vào được, hơi khó một chút nhưng mà vẫn vào được nha, có xăng đổ ô tô. Thứ ba nữa là pháp lý rất là chuẩn đúng không ạ, pháp lý là sổ hồng đất đô thị và đã hoàn công, và đã hoàn công luôn, cái nhà cấp 4 đã xây dựng hoàn công và nhà còn mới, vào ở được ngay. Và dường như là họ xây dựng là có hai phòng ngủ và sân trước sân sau đúng không ạ, rất là rộng rãi. Và cái điểm yếu thì có một cái điểm yếu, thứ nhất là bờ ngang có 4m1 thôi, cái thứ hai là cách nghĩa trang là hơn 200m đó. Thì nói chung là bất động sản nào có điểm mạnh điểm yếu không có thể hoàn hảo được. Và mình ra cái đường này nè mọi người, đây là đường Nguyễn Khuyến nha. Đường nhựa này thì họ kinh doanh buôn bán rất là nhiều, vì nó nằm trên con đường của chợ lớn nhất phía Bắc Nha Trang là chợ Vĩnh Hải nha. Đó, thì mình ra đường này tầm khoảng đâu đó đi đường vòng, lúc nãy đi đường ô tô á, thì tầm khoảng là chắc cỡ 250m. Còn mà đi đường xe máy mọi người thì cách 50m thôi, ra đường chính rồi. Đó, thì ra đường này rồi. Thì mình ra chợ thì tầm khoảng 200m thôi. Còn như thế này là trường học mọi người, mình ra tới trường học ngoài này. Nói chung là mọi người đi thực tế thì sẽ thấy nó dễ đi lắm. Thì cố gắng là quay cho mọi người hiểu, mà lúc nãy định cho mọi người biết cái hẻm vào mà đi lụt mất tiêu. Nó chỉ đi lụt mất rồi. Thì đây là cái trường nữa mọi người. Đó là trường tiểu học lúc nãy mọi người xem trên phần livestream này. Và trên định vị này. Đó, và tiếp theo sẽ là cái chợ. Vậy thì mọi người nghĩ sao, thấy sao khi mà một cái nhà thế này họ đang bán là 2,5 tỷ và giá này chỉ có bớt một chút mọi người, tức là họ chỉ bớt lọc thôi, bớt một chút xíu thôi, tại vì họ đã giảm từ 2,8 tỷ xuống 2,5 tỷ rồi, và bây giờ họ cần bán cho nên là họ sẽ bớt thêm một chút nữa thôi, nó không bớt được nhiều. Thì nếu mà cô chú anh chị xem cảm thấy là phù hợp thì liên hệ thành qua số điện thoại là 0339 753 210 nha. Còn nếu mà chưa phù hợp thì tham khảo cũng như là giúp Thịnh là chia sẻ video này vào trong hội nhóm bạn bè mọi người đó, để biết đâu là mình giúp được ai đó tìm được một căn nhà ở Nha Trang để họ định cư nghỉ dưỡng, hoặc là họ có thể là an cư lập nghiệp đúng không ạ. Đây ra chợ là rất gần này, mình đi chợ chắc tầm khoảng 2 phút thôi người ra tới chợ rồi đó. Đây là chợ Bình Hải, chợ rất là rộng, khu này dân cư đông lắm. Còn biển thì mặt cái khách sạn cao tầng kia chính là mặt biển của thành phố Nha Trang đó. Mình ra đó thì tầm khoảng một từ nhà ra đó 1,5 cây, còn từ vị trí này ra đó tầm khoảng là 1 cây số nha, là ra tới biển Nha Trang. Rồi mọi người có muốn ra biển luôn không ạ? Không thì Thịnh chạy, bây giờ Thịnh sẽ chạy xe ra biển luôn nha, cho mọi người tham khảo, vừa đi vừa tâm sự mọi người một chút. Đó, chợ Bình Hải thì rất rộng luôn ạ. Chợ Bình Hải có bãi đỗ xe đồ, rộng lắm. Thôi cho mọi người, anh xin qua đường rẽ xuống đường Củ Chi này, để đường Củ Chi xuống biển luôn. Đó. Mọi người giúp Thịnh là nhấn một like nha. Mọi người xem đến giờ phút này thì cũng khá là dài rồi, mọi người yêu quý Thịnh cũng như là thấy video này có ích cho mọi người thì giúp Thịnh nhấn một like để ủng hộ Thịnh và khích lệ tinh thần Thịnh để Thịnh liên tục đi tìm những sản phẩm mới, review một cách chi tiết và cụ thể cho mọi người ở nhà cũng có thể là tham khảo được nha. Đó, làm sao mà giống như mọi người đang đi xem thực tế vậy, Thịnh thấy sao Thịnh quay vậy, có sao Thịnh quay vậy, để mọi người nắm được như đang ở nhà nhưng mà xem như đi xem thật đúng không ạ. Thì đây là con đường Bắc Sơn người, đường thẳng này cũng ra lại biển, các bạn đường nào cũng ra biển được hết, đường này cũng ra biển này, ra bãi tắm luôn. Chiều nếu mình ở cái nhà đó thì mình đi xe máy ra biển tắm tầm khoảng 3 đến 4 phút thôi, đi chợ thì tầm khoảng 1 đến 2 phút nếu đi xe máy nha. Lúc nãy giờ Thịnh đi khá là chậm đó, tại Thịnh đi chậm đó. Thật ra thì đi nhanh thì nhanh hơn rất là nhiều. Rồi gặp thanh điểm rồi mọi người, xem đợi xem không biết là có thiếu gì không nhỉ, để cho mọi người xem thứ nhất là sổ rồi đúng không ạ, định vị rồi, vị trí rồi, giá bán rồi, quy hoạch rồi, đường đi rồi đúng không ạ, còn gì nữa không, mọi người thấy mà cần biết thông tin gì nữa thì để lại bình luận nha, Thịnh sẽ
trả lời và trao đổi cùng mọi người. Và nếu mà cô chú anh chị nào lần đầu tiên xem được video của Thịnh á mà chưa đăng ký kênh á thì nhắn đăng ký kênh nha. Mình đăng ký kênh sớm, mình đăng ký kênh á, bật chuông thông báo lên á, thì khi mà Thịnh lên video mới hay là Thịnh phát trực tiếp á thì mọi người sẽ nhận được thông báo sớm hơn để mà mình xem trước nha. Tại những bất động sản mà giá tốt thường bán rất nhanh, chỉ có những bất động sản mà không tốt thì bán lâu thôi. Đó là ra tới biển rồi này. Chú ý là nó dài một chút để chạy ra tới biển cho mọi người tham khảo này. Đó, ở Nha Trang này biển mắt lắm mọi người. Mình có thể ra đây tắm biển, chạy bộ, thể dục thể thao. Đó, mặt biển đây. Chỗ đây là khu vực công viên này. Chiều lại là mọi người hay tới tập trung ở đây để tập thể dục, đánh cờ, đi bộ, chạy bộ. Đó, rồi tắm biển. Thật là thậm chí là nhiều người ở đây hóng mát, hoặc là ăn những một vài món ăn vặt, hoặc là mua hải sản. Như Thịnh thì Thịnh hay mua hải sản xong Thịnh tự chế biến cơ bản như là luộc hấp hay là nướng xong mình ra đây ngồi ăn cùng gia đình mình thôi. Đó. Rồi, tới khu vực đông đúc rồi, cũng chờ đèn đỏ, chắc là Thịnh xin phép là dừng video đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành và hy vọng là thông tin này có ích cho mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Nhớ giúp Thịnh là nhấn một like cho mọi người để ủng hộ Thịnh và cầu mong rằng mọi người sẽ tìm được những bất động sản đúng ý, đúng nhu cầu của mình nha. Còn Nha Trang mình thì mọi người thấy rồi, lượng dân cư ổn định, khí hậu tốt đúng không ạ? Tiện ích đầy đủ, gần biển và đặc biệt là được ưu ái về cái khí hậu và con người ở đây rất là hiền hòa mọi người. Cho nên mình sống ở đây thì chất lượng sống mình tốt hơn và mình sẽ được khỏe mạnh hơn. Đó. Nếu mọi người yêu quý Nha Trang nha thì chia sẻ cho mọi người, hãy chia sẻ video này. Rồi thì xin phép là dừng ạ. Cảm ơn mọi người một lần nữa.